quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn sản phẩm của siêu thị điện máy HC. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến với quý vị một mẫu tủ lạnh mới của thương hiệu Electrolux với tên model là ETB2502GA, xuất xứ Thái Lan, dòng inverter. Đây là model tủ lạnh mới được ra mắt năm 2020 với những tính năng và thiết kế mới hơn so với dòng trước. Model tủ lạnh mới của Electrolux này với tên model là ETB2502GA, dung tích là 245 lít, xuất xứ tại Thái Lan và tiết kiệm điện. Với mẫu tủ mới được ra mắt này của Electrolux thì có những công nghệ mới như công nghệ Lucy VS Inverter, cửa mồm test tét vua, ngăn kệ linh hoạt, ngăn đông mềm test cell và hệ thống làm lạnh Evertem. Thì đầu tiên thì ta có thể nói qua về cái tính năng tiết kiệm điện thì sẽ giúp giảm lượng điện năng trong gia đình, đặc biệt là vào những ngày mà mình sử dụng nhiều sẽ giảm đáng kể cái lượng điện năng. Và thứ hai là đặc biệt là cái tính năng mới của dòng này là ngăn đông mềm. Với ngăn đông mềm thì thực phẩm sẽ giữ được bảo quản nhiệt độ lý tưởng là âm 2 độ, sẽ giữ chọn vị tươi ngon trong suốt 7 ngày. Thịt và hải sản ngon luôn cần được bảo quản đúng cách và chế biến khi còn tươi. Ở nhiệt độ này thì sẽ giữ chọn được mùi vị, màu sắc và chất dinh dưỡng so với thực phẩm ngăn đông lạnh thông thường, và đặc biệt là sẽ nấu ngay mà không cần giã đông. Với ngăn cấp đông mềm ở nhiệt độ âm 2 độ thì giữ cho các loại thịt này sẽ giữ được cái chất dinh dưỡng hơn, và đặc biệt là rau củ quả được bảo quản tươi ngon lâu hơn và giữ chọn chất dinh dưỡng nhờ có rau cao su khép kín. Và đây là tính năng thứ hai là có hệ thống thay kệ linh hoạt, mình có thể di chuyển khi mà mình muốn để những chai nước cao hơn so với quy định và so với khoảng cách của các thay kệ. Và với hệ thống công nghệ làm lạnh Evertem thì sẽ giúp đảm bảo nhiệt độ và ổn định và đồng đều giữa các ngăn tủ, khử mùi và diệt khuẩn tốt hơn. Hệ thống khử mùi và diệt khuẩn tét vua loại bỏ 99,8% vi khuẩn, giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ vệ sinh và không bị bám mùi. Với ngăn đông thì ta sẽ có khay đá xoay. Khay đá xoay để giúp xoay đá tiện cho việc lấy đá ra và cho đá vào dễ dàng hơn. Thì đây là những tính năng khá là nổi trội của dòng Electrolux mới ra này. Đây thì mình đã giới thiệu một số tính năng cơ bản của dòng tủ lạnh Electrolux ETB2502GA, sản phẩm được bán tại tất cả siêu thị điện máy HC với mức giá rất hấp dẫn. Hãy nhấc máy và gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết và kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.